Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Trong đó vất vả nhất phải kể đến những người lao động phải làm việc nặng nhọc trực tiếp ở ngoài trời. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 39 độ C. Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, hình ảnh những người công nhân dọn dẹp vệ sinh môi trường, người lao động phổ thông, bán vé số, thợ xây, giao hàng vẫn phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Vất vả là vậy, song vì cuộc sống mưu sinh, những người lao động vẫn cố gắng làm việc. Theo như mình nghĩ thì với thời tiết như thế này thì rất ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái anh em Grab cho bọn mình. Đôi khi thì chạy đêm thì nó mát, còn ban ngày thì đôi khi nó nắng, nhiều khi cũng thấy đau đầu, chóng mặt. Đôi khi là vì cái cuộc sống là anh em cũng cố gắng bám trụ với nghề để kiếm thêm thu nhập. Mọi ngày thì mình cũng mặc cái áo gọi là chùm đầu, đeo khẩu trang rồi là nói chung là hình thức như vậy thôi. Nắng quá thì đôi khi chờ đơn thì anh em vẫn ngồi dưới bóng cây cho nó mát. Bất chấp khắc nghiệt của thời tiết, những công nhân làm vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ quét dọn, thu gom rác thải trên khắp nẻo đường, góc phố để giữ cho thành phố luôn xanh, sạch, đẹp. Anh em công nhân thì nắng hay mưa đều như nhau hết. Nhưng anh em đều cố gắng hết mình để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và thứ hai là hoàn thành nhiệm vụ của thành phố bàn giao về cho công ty. Cũng có tạo thời gian ra để nghỉ ngơi, cũng nghỉ giải lao một tí. Thứ hai là dùng nước nhiều, anh em mang theo nước nhiều để uống. Những người lao động vẫn phải chống chọi với cái nóng khắc nghiệt vì nhiệm vụ, vì cuộc sống mưu sinh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, nhất là những người lao động ngoài trời khi ra đường, nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ, uống đủ nước, bố trí thời gian làm việc hợp lý để đề phòng bị sốc nhiệt. Chúng ta cần phải hạn chế, mọi người hạn chế ra ngoài hoạt động dưới trời nắng trong cái thời điểm từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Những trường hợp mà những người mà bắt buộc phải làm việc dưới trời nắng thì cần phải có cái thời gian làm việc phù hợp. Chẳng hạn như chúng ta làm việc từ 45 đến 15 với 1 tiếng, hoặc chúng ta phải nghỉ 15 phút đến 30 phút cho dưới trời mát. Trong những ngày tới, dự báo nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn. Điều này sẽ gây khó khăn cho người lao động có đặc thù làm việc, di chuyển liên tục ngoài trời. Do đó, mỗi người lao động cần đặc biệt chú ý đến sự thay đổi của cơ thể để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.